Xin chào mọi người, trở lại với thế giới loài chó. Thì bữa trước thì chúng ta đang tìm hiểu về cái vụ án của Catherine, tại sao cô ấy bị chó cắn, và chúng ta vẫn đang tiếp tục điều tra. Ok, cái gói ngôn ngữ của mình thì hiện tại đã lên từ level 10 rồi các bạn ạ, sau vài phút cày cuốc xem quảng cáo các kiểu. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Ăn, level 10 rồi. Chúng ta có thể nói chuyện và hiểu được ngoài loài chó rồi. Đó. Tắt. Mình sẽ nói chuyện với cả Mark trước nhỉ. Nãy mình có nói chuyện với Mark rồi, nhưng mình quên mất mình không không cáp màn hình lại á. Nên thôi, chúng ta cứ tiếp tục vậy. Thủ phạm có thể là ai? Tất cả bọn họ đều đáng ngờ. Nãy nói chuyện cả Mark nói nhiều lắm, nhưng mà mình không cáp màn hình á, nên bây giờ nó chỉ còn một câu vậy thôi. Mình sẽ nói chuyện với cả đây. Tiếp tục chúng ta nói chuyện với Sam. Chú chó mà đáng nghi nhất. Tao có một cuộc sống tự do. Tao đi lạc chứ. Tao có một cuộc sống tự do, ok. Một ngày tao đi trên đường phố để tìm kiếm thức ăn, và tao tìm thấy một cục thịt. What? Cục thịt thì rất là ngon, nhưng mà khi mà tao ăn cục thịt ấy, tao dần dần mất đi ý thức. Cái gì đây? Biến nhân cách mới à? Đừng bảo biến thành tội phạm nhá. Đó là cái ký ức cuối cùng mà tao có thể nhớ được cuộc sống của tao khi ở trên đường phố. Ok. Khi mà tao tới đây á, thì căn phòng á, tối thui rồi. Và ngay lúc đó thì tao đã nghe thấy một cái tiếng gì đó di chuyển. Ok. Đó là cô ấy. Nhưng cô ấy đã tới gần tao là sao nhỉ? Mình không hiểu lắm. Với một cái tiếng thét lớn, điều khủng khiếp gì đã xảy ra? Ok. Tao thì không thể nhìn thấy ai mà đã làm cái chuyện đó, nhưng tao dám chắc rằng nó là một trong số các con chó ở trong ngôi nhà này. Tao đã phải trốn thoát từ cái nhà thương điên trước khi mà tâm thần là sao? Dành cho tao hả? Tức là con chó này nó bị điên hay sao các bạn ạ? Tâm lý hoảng loạn, cuộc sống đường phố. Ồ, rất có thể nó sẽ là thủ phạm. Hợp lý đấy. Một kẻ tâm thần. Tao đang ở trong ngôi nhà với một kẻ tâm thần ư? Ok. Sam là một chú chó tâm thần. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Ở dưới này có ai đây? Tom. Nói chuyện với Tom. Dừng lại, không ai có thể đi qua. Thủ phạm là một trong những con chó ở đây. Ok. Tao đã không nhìn thấy mày. Mày có phải là thủ phạm hay không? What? Nghi ngờ cả mình à? Có cái gì đó đã mở to mắt và để xem biểu hiện. Sau đây, câu hỏi là gì đây? Mày thật là đáng ngờ. What? Tom lại nghi ngờ mình. Nếu mày muốn tìm hiểu chuyện gì đó, hãy dừng làng vàng lại đi. Tới và hỏi chuyện với cả Arthur. Chúng ta sẽ đi tìm gặp Arthur đi. Chú chó có thể giải quyết được mọi chuyện. Tội ác, thủ phạm. Đây có thể là một vụ giết người hoặc một cái gì đó. Thôi đi tìm Arthur thôi, thám tử Arthur để hỏi thêm thôi. Chứ cái lang thang này là không ăn thủ ăn. Chúng ta sẽ đi vào cái phòng phòng này để nói chuyện với cả Josa đi. Này cậu bé, đã lâu rồi không gặp nhỉ? Ok. Tao có thể giúp gì cho mày? Đó là cái gì vậy? Cái gì là cái gì? Vậy đó là bạn. Bạn đã lấy cái điều khiển từ xa của tôi ư? À, mình nhặt được cái điều khiển chứ ai lấy đâu. Em là em nhặt được nhá chị ơi. Là sao? Tôi đã tạo ra nó một mình nhá. Tôi phải làm dơ nó sớm hơn đó. À, ý là làm dơ cái điều khiển hay sao đây? Bạn hãy thử dùng cái điều khiển đi, nó khá là tốt đấy. Thì em dùng rồi mà, em dùng thì em mới có đồ ăn để ăn chứ. Bạn hãy giữ nó nếu bạn muốn, tôi có thể làm một cái khác. Ok. Chắc chắn rằng nó sẽ giúp được bạn. Ok, giúp mình cái gì? Điều này thật là tuyệt vời, một chú chó đáng kinh ngạc. Josa. Ok. Tôi đã học điện tử này, kỹ thuật này, kỹ sư à, hóa học này ở đây một thời gian khá là dài rồi. Và ăn á, ăn only bug là sao? Lỗi á, ăn bị lỗi là sao? Kết quả là tôi có thể phát minh chế tạo ra được một vài thứ hữu ích, như kiểu cái điều khiển và một vài loại thuốc. Thuốc gì? Đừng bảo thuốc độc nhá. À, một vài cái loại thuốc có thể nâng cấp được cái tiềm năng của loài chó, giống như kiểu chúng ta có thể biến người thành chó hả? Nếu như mày muốn ấy, thì tao có thể nâng cấp cái điều khiển từ xa và cả thể chất của mày nữa.
Nếu mày gặp bất cứ cái lỗi gì cứ đến đây và hỏi tao. Ok. Những cái màu sắc thì chúng là loại đáng sợ là sao? Màu sắc gì? Thuốc độc à? Chào mừng tới với Rosa. À, chúng ta Rosa bán hàng, cửa hàng các bạn ạ. Chúng ta có thể nâng cấp được cái điều khiển này lên một level mới. À, hóa ra là cái số gián mà mình kiếm được ấy sẽ chính là tiền. Tiền để nâng cấp các thứ, mua các loại. Ok. Thôi, tạm thời đi ra đã. Cố gắng lấy thật nhiều gián để có tiền. Tìm hiểu Rosa sau. Bây giờ sang chỗ Arthur. Nói chuyện với Arthur xem có cái chuyện gì không. Hello Arthur, thám tử tài ba của chúng ta. Tao thì vẫn đang nghiên cứu về cái vụ án đó, nhưng mà tao thì không biết được mọi thứ sẽ như thế nào. Ok. Có thể rằng thủ phạm đang cố gắng ám sát nạn nhân. Không một ai trong số chúng ta đang cố gắng chống lại nạn nhân là sao? Vì mày đã không ở hiện trường của vụ án nên có thể mày sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Nạn nhân đã bị một vài vết cắn ở trên cổ, một cái vài cái dấu răng chó ở trên cổ, vết cắn của răng nanh, ok, trên cổ nạn nhân. Đó đang là cái manh mối duy nhất hiện nay mà tao có. Ok, còn gì nữa không? Trường hợp gì? Tự nhiên một trường hợp lớn là sao? Tao cần ai đó để giúp các bạn ạ. Không được rồi. Từ từ mình phải thoát ra đó. Thoát ra. Tăng cái gói ngôn ngữ lên chứ cứ sủa sủa ở đây làm sao hiểu gì trời. Ở đây, sau khi mà mình tăng được cái gói ngôn ngữ lên thì chúng ta có một cái công việc rồi đây. Dù sao thì tôi đã nghĩ rằng tôi đã hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Ok, chúng ta sẽ đưa cho Arthur cái mẩu giấy này. Không đưa được nhỉ? Dựa vào bằng chứng cho tới nay, thủ phạm là một trong số những con chó ở đây. Bạn có được một phần khác của chứng cứ không? Ở đây mình sẽ đưa cho Arthur cái mẩu giấy này. Ok. Tao có một cái mẩu giấy ghi nhớ. Cái gì? Điều này có thể. Có thể gì? Cho tao một ít thời gian để tao điều tra về cái mẩu giấy này. Ok, Arthur điều tra đi. Điều tra xong rồi đó hả? Đây có thể là một cái đoạn tin nhắn mà thủ phạm đã gửi cho nạn nhân. Thủ phạm dường như đã có một cái ác cảm, có một cái mối thù sâu đậm với nạn nhân. Gì đây? L có thể là cái chữ ký của nạn nhân. L ấy. Nạn nhân sẽ bắt đầu bằng chữ cái L hay sao? Đây là cái chứng cứ quan trọng để giúp chúng ta tìm ra ai đứng sau tất cả mọi chuyện. Rồi sao nữa? Thế thôi à? What? Đưa cho Arthur nọ muối xem nào. Lấy muối không anh ơi? Muối này. Đưa cho Arthur lọ muối. À, Arthur nó không lấy các bạn ạ. Không giúp ích được gì cả. Thế bây giờ phải làm gì tiếp? Phải đi qua chỗ thằng Tôm này. Thằng Tôm nó không cho mình đi qua. Gói ngôn ngữ của mình nó vẫn chưa đủ để nói chuyện với Tôm các bạn ạ. Chúng ta phải tiếp tục tăng cái gói ngôn ngữ lên. Tiếp tục đi ăn đồ ăn của chó thôi. Lên là level 20 rồi. Không biết đã nói chuyện được cả Tôm chưa. Cái cuốc nãy giờ mệt mỏi quá. À đây, nói chuyện được rồi này. Cũng hiểu đôi chút rồi. Ok. Tình trạng của Catherine thì đang tệ hơn. Gì đây? Nó không cho ai lại gần Catherine. Nếu mà bạn thực sự muốn tới để gặp Catherine ấy, thì hãy làm điều gì đó có ích cho cô ấy là sao nhỉ? Chúng ta cần chất khử trùng á, để giúp cô ấy chấn thương. Chúng ta cần chất khử trùng lấy ở đâu? Tôi lấy chất khử trùng ở đâu? Tôi tự hỏi rằng ai đang ở trong căn phòng ngủ đó? Ai nhỉ? Chắc Catherine chứ còn ai nữa?
Bây giờ chúng ta phải... Ơ, chết mẹ. À, giờ phải lấy chất khử trùng để đưa cho thằng Tôm. Nhưng mà chất khử trùng ở đâu? Qua hỏi ấy vậy, qua hỏi Rosa. Rosa ơi, có biết chất khử trùng ở đâu không? Rosa không biết chất khử trùng ở đâu. Chúng ta có một cái gì đây? Limit là sao? 500. Rồi ok. À, giờ mình sẽ mua một cái bình để đựng, để đựng chất khử trùng. Cần 1000 rán. Game rất mệt mỏi ghê. 1000 rán các bạn ạ. Ngồi cày rán. Nhưng mà cái quan trọng là chất khử trùng lấy ở đâu để mua cái bình đã. Có cái bình chứa rồi tính tiếp vậy. Ngồi xem quảng cáo cả chục phút. Chúng ta có 1000 tiền đây rồi. 1000 rán chứ. Mua được cái bình. Yes. Chúng ta có một cái bình rỗng. Yes. Yes. Rồi sao nữa? Cái cục pin này cần 2000 tiền để mua cục pin. Cục pin để làm gì nhỉ? Không quan tâm. Chất khử trùng. Bây giờ làm sao để cho được cái này vào trong cái này? À, qua nhà bếp. Qua nhà bếp các bạn. Chúng ta sẽ có chỗ để sử dụng. À, lấy nước. Tôi lấy được một ít nước đây rồi. Ngoa. Cho cái này vào đây. Cái thùng này để làm gì nhỉ? Mình không hiểu lắm thầy. Lấy nước xong rồi làm gì nữa? À ok, chúng ta sẽ đun nước. Từ từ. Nhưng mà đang cần... Ôi dồi, chết mẹ rồi. Cho muối. Muối được không? À, mình pha muối với nước rồi hả? Được rồi hả? Được chưa? What? Từ từ. Mình đã pha muối, chúng ta có nước muối rồi. Sau đó là đặt vào đây để làm gì đây? Nước muối đang nóng á, chúng ta chờ đợi để cho nước muối nó nguội đi. Ok, nguội chưa? À, yes. Lấy được chất khử trùng rồi. Đi thôi. Qua đưa cho thằng Tôm. Tôm ơi, tao có nước muối đây. Lấy nước muối không Tôm? Đây, nước muối của chú đây. Bạn có chắc là cô ấy không có vết thương để khử trùng bằng cái này á là sao? Thì mày chất khử trùng nước muối còn gì nữa, đòi hỏi thế nhở? Đi vào bên trong phòng và chờ đợi. Tao sẽ gọi cho Rosa. Ừ thì gọi đi. Đừng cố gắng làm bất cứ điều gì. Ok. Thằng Tôm nó sẽ đi hỏi Rosa là nước muối có dùng được không ấy. Đấy, đi hỏi Rosa đi. Bây giờ mình sẽ vào bên trong. Có một cái mùi hương quen thuộc từ trong căn phòng này. Nhưng mà mình đang cảm thấy có một điều gì đó sai sai thì phải. Một cái cảm giác tồi tệ là sao? Ô, Catherine này. Cái gì? Người đó là... Điều này không thể xảy ra được. Tất cả chỉ là một giấc mơ phải không? Cái gì? Mình chính là Catherine ư? Catherine đang nằm đây. Mình là con chó cũng là Catherine. Là sao đây? Mầm á? Mẹ? Mẹ là sao? Không phải các bạn ạ. Con chó này là con chó của Catherine thôi. Mình cứ tưởng là biến người biến thành chó chứ. Đứng sang một bên đi. Bây giờ cần phải khử trùng vết thương cho cô ấy. Mọi người hãy chờ đợi một chút. Sẽ xong sớm thôi. Ok. Xong rồi. Hiện tại thì vết thương của cô ấy đã được khử trùng. Và cô ấy đang an toàn. Ok. Nhưng mà cô ấy vẫn đang sốt quá cao. Và mọi chuyện có thể tồi tệ hơn. Nếu mà bây giờ không tìm cách mà hạ thấp cái nhiệt độ sốt, nhiệt độ của cô ấy xuống thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm hơn. Rosa, chúng ta cần một số thuốc để hạ thấp nhiệt độ của cô ấy xuống. Tôi không có đủ nguyên liệu để làm cái thuốc đấy. Không, nếu vậy thì Catherine sẽ chết mất. Giá như bây giờ tôi có một cái viên thuốc hạ sốt chứ. Tôi có một giải pháp. Tôi cần một giải pháp chứ. Rosa nó đi kiếm thuốc hạ sốt rồi. Cảm ơn mày, vết thương của Catherine đã được điều trị rồi.
Từ bây giờ thì mày có thể tự do đi qua lại cái phòng này, tao không canh chừng mày nữa. Chắc chắn là mày không phải thủ phạm rồi, mày đã giúp đỡ Catherine. Ok. Con biết là rất khó, nhưng hãy cố gắng hơn một chút nữa. Ok, mẹ, chúng ta đang giúp mẹ của mình. Con sẽ cứu mẹ, không có vấn đề gì gì đấy. Vấn đề gì là sao? Và con sẽ tìm ra ai đã làm điều này với mẹ. À, chúng ta tiếp tục. Catherine. Ơ, gì đây? Mình vừa lấy được cái mẹ gì ạ? Một ít lông chó. Có thể đây là lông chó, lông của thủ phạm. Chúng ta vừa lấy được cái lông chó ở đây. Có thể sẽ của lông chó của thủ phạm. Ôi gì đây, có cái dòng chữ gì đây? Người phụ nữ yêu The King, nhà vua hả? Và không ngừng nhìn cô ấy là sao? À, không nhìn anh ấy chứ. Ai đã viết những cái từ này lên đây? Làm sao mà biết được? Chịu thôi. Chúng ta đã có một cái mẩu giấy nữa này. Bà biết rằng cháu đang có một khoảng thời gian khó khăn với công việc. Và ít thấy cháu cười ở sự kiện hôm đó là sao? Bà hy vọng ít nhất bà có thể cháu có thể hạnh phúc chứ? Ngày hôm nay. Ok. Chúng ta có một cái lá thư vào ngày 26 tháng 9 của mẹ hả? Trân trọng mẹ là sao? Bà hay mẹ đây gót. Gửi đến con gái thân yêu chứ. Lại bà. Một cái lá thư chúc mừng sinh nhật của Catherine. Ô, đừng bảo cái đứa tóc tím này là con gái mình nhá. Đang cố tấn công mình ư? À, chúng ta có một trò chơi gì đây? Hay đấy. Ô, chết bố rồi. Ê, chơi game tí nhở? Chơi game tí, chơi. Bị mất một cái phím bắn rồi. Chúng ta không có cái phím bắn các bạn ạ. Bị mất một cái nút ở đây. Và phải cần một cái nút để có phím bắn để chơi tiếp. Rồi. Đi đưa cho Arthur cái lông chó đã. Rồi tính tiếp. Đây Arthur. Có cái lông chó này. Đây. Lông chó này có thể là của ai? Của ai? Lông chó của ai Arthur ơi? Có thể cái lông chó này thuộc về của thủ phạm. Chỉ có thể là bạn hoặc là Mark. What? Bây giờ lại nghi ngờ mình à? Tôi có một vài cái sợi tóc bạc nhưng không thể là thủ phạm. Ok. Thật khó để nghĩ rằng thủ phạm sẽ có một cái bộ lông mang lại à? Một cái bộ lông để làm bằng chứng là sao? Vì vậy tôi đang nghi ngờ Mark. Cái lông này là của Mark. Như vậy thì vẫn không đủ chứng cứ. Chúng ta cần phải có thêm chứng cứ. Ok. Đưa cho Arthur cái mẩu giấy đây luôn nhỉ. Đây cái bức thư mà mẹ của tao gửi sinh nhật. Đây, mày lấy thử cái này. Không phải là nó. Trời ơi, chúng ta qua nói chuyện với Mark đi. Ô, Mark nó chạy trốn rồi. Mark nó đi đâu rồi? À, Mark nó trong nhà vệ sinh. Tại sao Mark lại ở trong nhà vệ sinh? Mark là thủ phạm ư? Ok, hôm nay mình sẽ chơi tới đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sau vậy. Khó khăn lắm các bạn ạ. Bây giờ chúng ta phải cày cuốc cho tất cả các cái gói này nó đầy lên. Đâu nhỉ? Đây, mình sẽ cố gắng mình mua hết chỗ này. Mua nâng cấp hết cái chỗ này lên. Ấy, 1.200. Nãy giờ ngồi xem quảng cáo, thời gian xem quảng cáo còn nhiều hơn cả thời gian chơi game. Nâng cấp cả cái gói ngôn ngữ lên nữa. Ok. Lần sau chơi cho nó mượt hơn, cho đỡ bị ngắt quãng. Ok, thế nhớ tạm biệt mọi người. Lại ăn thôi. Mark nó đang trốn trong nhà vệ sinh ấy. Có thể nó chính là thủ phạm. Thế nhớ, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye.